Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ năm an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Ớn lạnh quá quý vị ơi, không ngờ chú Buri đã liều lĩnh liều mạng làm cái điều này rồi quý vị nhé. Hạt nhân đã đến Vương quốc Anh, vì sao, tại sao? Nội dung thứ hai, cuối cùng thì chú Buri cũng đã thừa nhận thấm đòn, và những cái đòn này nó đến từ ai, và những cái đòn này như thế nào, chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Nội dung thứ ba, ồ ạt, tướng của chú Buri đã tự tử vì chú Buri. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật, và đừng quên để lại một cái like viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Khi đi vào chia sẻ thông tin tình hình chiến sự tại Ukraine, thì tôi này xin chia sẻ một cái thông tin nó mới vừa được phát ra từ Tòa Bạch Ốc, chính quyền của chú Bảy, vào buổi chiều ngày hôm qua. Và cái thông tin này nó liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ, cuộc sống của người dân Mỹ và nền kinh tế của đất nước Mỹ. Nếu hai chấm, nước Mỹ bị vỡ nợ, nước Mỹ quỵt nợ, nước Mỹ hết tiền, thì người dân Mỹ sẽ như thế nào? Sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người dân Mỹ? Sau đây mời quý vị nghe nhé. Thì vào ngày hôm qua, từ Tòa Bạch Ốc cho biết là hiện tại bây giờ chính phủ Mỹ chuẩn bị hết tiền và chuẩn bị vỡ nợ. Nếu từ đây đến tháng 7 mà Quốc hội Mỹ không thông qua một cái dự luật cho mượn thêm nợ thì chính phủ Mỹ sẽ hết tiền trả nợ, không còn tiền để mà vận hành đất nước và trả nợ. Trong suốt 2 năm vừa qua, sau khi chú Bảy lọt vào được Tòa Bạch Ốc, thì chú Bảy đã xài tiền vô tội vạ và đã mượn nợ vô tội vạ, mượn đến mức độ mà bây giờ cái con số thiếu nợ không còn cái con số nào để mà mượn được nữa, ngoại trừ là Quốc hội Mỹ họp hành và thông qua cái dự luật là ok mượn nữa đi, ví dụ như đó. Ok, cho nên bây giờ vào ngày hôm qua, chính quyền của chú Bảy cảnh báo là nếu từ đây đến tháng 7 mà hai bên lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không bắt tay lại với nhau để ra một cái dự luật mượn thêm nợ thì chính phủ Mỹ vỡ nợ. Vậy thì vỡ nợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân Mỹ như thế nào? Dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng trầm trọng. Khi mà chính phủ Mỹ hết tiền quỵt nợ thì dĩ nhiên nền kinh tế của đất nước Mỹ nó sẽ sụp đổ. Mà khi nền kinh tế sụp đổ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Mỹ và đất nước Mỹ. Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong công ăn việc làm, đời sống vật giá. À, thấy chưa? Lúc đó chúng ta sẽ càng vất vả gian nan. Thì đó là một cái thông tin mà Tony muốn chia sẻ với tất cả những ai đang sống ở trong cái đất nước Mỹ này. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì cái cuộc chiến này nó sẽ chính thức thành một năm, tức là đã một năm trôi qua mà cái cuộc chiến này nó vẫn chưa dừng lại đó quý vị nha. Thì vào ngày hôm qua, trong lúc mà NATO các thành viên chiến hữu đang họp hành rầm rộ ở châu Âu về cái chuyện Ukraine, thì đúng một cái chú Buri lại làm một cái điều ớn lạnh và liều mạng như thế này. 24 tiếng đồng hồ trước, chú đã cho ra khơi cái tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân, mà cái tàu ngầm này nó đã nằm im 30 năm qua kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. À, thế rồi đúng một cái thì nó ra khơi rồi, chưa hết. Vào ngày hôm qua, chú Buri đã gửi một cái thông điệp ớn lạnh tới châu Âu, NATO và đặc biệt là Vương quốc Anh bằng
một cái hình thức như thế này. Đó là hai máy bay ném bom hạt nhân có cái tên là Blackjack. Blackjack giống như là quý vị ở bên Mỹ này đi vào sòng bài đánh bài Blackjack đó, tức là bài 21 nút đó, 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 đó. Hai máy bay ném bom này cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài nó nằm ở trong kho. Bây giờ đùng một cái chốt buri cho nó ra trận và nó đã bay vòng quanh không phận của Vương quốc Anh. Nó mang theo đầu đạn hạt nhân. Trong lúc ở dưới thì NATO và các đồng minh đang họp hành rầm rộ về cái chuyện Ukraine. Đây là một cái điều mà có thể nói là đường dây kẻ tóc, đường tơ kẻ tóc gì đó. Tại vì sao? Nếu mà NATO người ta không kiềm chế, người ta phản ứng lại thì dĩ nhiên hai bên sẽ quánh nhau. Và máy bay đó nó mang theo cái đầu đạn hạt nhân, quý vị biết rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng rầm rộ đến cái trái đất của chúng ta. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Cái nội dung thứ hai nó liên quan tới cái chuyện rầm rộ tướng của chú Buri đã tự tử vì chú Buri. Trong suốt thời gian vừa qua, chú Buri đã sa thải, đã đuổi rất là nhiều tướng lĩnh. Tại vì ông đưa người tướng này ra mặt trận và không đạt được cái hiệu quả, ông ta đuổi, ông ta này, ông ta nọ, ông ta kia, đúng không? Rồi rồi. Thì vào ngày hôm qua, một vị tướng, một vị thiếu tướng tên là Vladimir Makarov, 72 tuổi, đã được vợ tên là Valentina tìm thấy với những vết thương và đã chết ngay tại hiện trường trong nhà. Sau khi mà ông này ông bắn 5 phát vào đầu, chỉ có vài ngày sau khi bị chú Buri sa thải đủ việc. Và ông này không phải là ông đầu tiên bị chú Buri sa thải và đủ việc. Và ông này không phải là ông đầu tiên tự tử vì chú Buri đâu. Mà trong suốt 12 tháng vừa qua, chú Buri đã sa thải nhiều tướng tá cấp cao. Và cũng nhiều tướng tá cấp cao của chú Buri cũng đã chết vì cái chuyện sa thải này. Gây cấn quá quý vị ơi. Rồi đó là cái nội dung thứ ba. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ tư. Nó liên quan tới cái chuyện cuối cùng thì chú Buri cũng đã thừa nhận, xác nhận với cộng đồng thế giới là chú bị ăn đòn đau quá. Và những cái đòn này nó đến từ phương Tây, NATO, châu Âu, Mỹ. Và đó là những cái đòn trừng phạt cấm vận quý vị nhé. Kể từ khi mà chú Buri khởi động cái cuộc chiến tranh thì rầm rộ các quốc gia vòng quanh thế giới do Mỹ dẫn đầu đã ra những cái lệnh trừng phạt cấm vận nặng nề lên cái nền kinh tế của chú Buri, đặc biệt là dầu hỏa, khí đốt, năng lượng, và đã làm cho chú Buri bị ảnh hưởng nặng nề và đất nước Nga cũng như thụt lùi lại nửa thế kỷ với bên ngoài thế giới. Rồi vào ngày hôm qua, chú Buri đã có một cái cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình của đất nước Nga và ông ta nói rằng hiện tại bây giờ nước Nga đang chịu áp lực từ vô số các lệnh trừng phạt của các quốc gia do Mỹ dẫn đầu. Và có thể nói đây là cái điều mà lập kỷ lục trên cái trái đất này luôn. Chưa có một cái quốc gia nào mà bị trừng phạt nặng nề như chú Buri hiện tại bây giờ. Thì theo như chú Buri cho biết, hơn 11.000 lệnh trừng phạt đã áp đặt vào nước Nga trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ chú Buri thừa nhận là thật sự thì nước Nga đang gồng mình chịu trận vì những cái đòn trừng phạt này và thấm đòn nặng nề và chịu áp lực nặng nề từ những cái đòn trừng phạt của phương Tây và Mỹ, NATO. Quý vị thấy đó, nhưng chú Buri vẫn chưa chịu kết thúc cuộc chiến. Cái đó là về kinh tế, còn về quân sự thì chú Buri cũng đang thất bại nặng nề và thiệt hại ê chề trên chiến trường. Kho vũ khí của chú ta thì cũng đã cạn kiệt. Bây giờ thì chú bắt đầu đem hạt nhân ra. Trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân đã ra khơi. Hai máy bay ném bom hạt nhân cũng đã bay trên không phận Vương quốc Anh. Cho nên đây là một cái điều làm cho chúng ta ớn xương sống quý vị nhé. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ năm, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi thì cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau xem. Và đừng quên để là một cái like viết dài chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day.